Lan Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với bản tin thời sự nóng, cập nhật liên tục trên kênh tin tức 24h TV. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Kính thưa quý vị, trong bản tin mới nhất về chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau đây. Nóng. Tổng thống Trump khốn đốn, phải gấp rút thuê luật sư cứu mình tại phiên tòa lận tội. Tổng thống Trump lại nhận thêm đòn đau khi bốn quan chức được ông bổ nhiệm bị chính quyền Biden sa thải. Cận cảnh dàn siêu xe bọc thép hùng hậu nhất lịch sử trong ngày ông Biden nhậm chức. Tân tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức công bố chiến lược quốc gia nhằm giải quyết Covid-19. Mỹ có bộ trưởng quốc phòng gốc Phi đầu tiên trong lịch sử. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Nóng, Tổng thống Trump khôn đốn phải gấp rút thuê luật sư cứu mình tại phiên tòa luận tội. Tổng thống Donald Trump được cho là đã thuê một luật sư tại Carolina để bao chữa cho ông tại phiên xét xử luận tội ở Thượng viện. Reuters dẫn một nguồn tin am hiểu về vấn đề cho biết Tổng thống Donald Trump đã thuê luật sư Bruce Bowers để đại diện cho ông trong phiên tòa xét xử luận tội tại Thượng viện. Ông Bowers hiện có văn phòng luật riêng tại Nam Carolina. Hiện luật sư này chưa lên tiếng phản hồi về thông tin trên. Luật sư Burroughs từng đại diện cho các cựu thống đốc Cộng hòa tại Nam Carolina và làm việc tại Bộ Tư pháp Mỹ dưới thời Tổng thống Gerald W. Bush. Với tỷ lệ 232 trên 197 phiếu, Hạ viện Mỹ ngày 13 tháng 1 đã thông qua luận tội Tổng thống Donald Trump với điều khoản luận tội duy nhất, kích động bạo lực, sau khi xảy ra vụ bạo loạn tại Tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6 tháng 1. Quyết định của Hạ viện khiến ông Trump trở thành tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ bị luận tội hai lần. Sau khi thông qua luận tội, Hạ viện gửi bản luận tội lên Thượng viện để chuẩn bị cho quá trình xét xử tổng thống Trump tại đây. Phe Dân Chủ kêu gọi Thượng viện tiến hành xét xử luận tội ông Trump ngay lập tức. Tuy nhiên, lãnh đạo Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell được cho là đã nói với các thượng nghị sĩ rằng ông sẽ đề xuất với lãnh đạo đa số tại Thượng viện Charles Schumer hoãn xét xử ông Trump đến đầu tháng 2. Trong quá trình xét xử tại Thượng viện, nếu ít nhất 2 phần 3 trong số 100 thượng nghị sĩ ủng hộ bản luận tội của Hạ viện, ông Trump sẽ bị kết tội. Điều này đồng nghĩa với việc để kết tội ông Trump cần sự ủng hộ của ít nhất 17 thượng nghị sĩ Cộng hòa. Sau đó, Thượng viện có thể bỏ phiếu tiếp để cấm ông Trump tái tranh cử trong tương lai. Ông Trump nhiều lần phát tín hiệu sẽ tái tranh cử vào năm 2024. Tổng thống Trump lại nhận thêm đòn đau khi bốn quan chức được ông bổ nhiệm bị chính quyền Biden sa thải. Một trong số họ là Michael Park, một người được ông Trump bổ nhiệm làm giám đốc cơ quan truyền thông toàn cầu USAGM, đã từ chức trong bối cảnh đối mặt với làn sóng phản đối và kêu gọi từ chức từ các nhân viên. Ông Park đã từ chức chỉ ít phút sau khi tổng thống Joe Biden nhậm chức hôm qua. USAGM điều hành đài tiếng nói Mỹ và các mạng lưới liên quan khác. Ông Park đã gây bất bình khi đảm nhiệm cương vị lãnh đạo USAGM và đã sa thải các ban điều hành tất cả các kênh truyền thông mà ông kiểm soát cùng với ban lãnh đạo các mạng lưới truyền thông riêng rẽ. Các hành động này bị chỉ trích là đe dọa tính độc lập và được thừa nhận của các kênh truyền thông này. Tân Tổng thống Biden được cho là sẽ có những thay đổi lớn đối với sự quản lý và cơ cấu của USAGM, nhưng sự ra đi sớm của ông Peck cho thấy sự thay đổi có thể diễn ra sớm hơn. Sau khi ông Park từ chức, Nhà Trắng thông báo một phóng viên kỳ cựu của đài VOA có thể lãnh đạo USAGM trên cơ sở luân phiên. Ông Park là một nhà sản xuất phim, một nhân vật bảo thủ và từng là cộng sự của cựu chiến lược gia trưởng của ông Trump, Steve Bannon. Nhóm của ông Bannon tỏ rõ việc không hài lòng với sự lãnh đạo của ông Park tại USAGM và đã phát tín hiệu rằng ông nên ra đi. Trong khi đó, Katie Kariniger, người ông trump mà bổ nhiệm làm giám đốc cục bảo vệ tài chính người tiêu dùng cũng đăng tải thư từ chức lên twitter vào hôm qua nói rằng bà từ chức theo mong muốn của ông biden bà krenija viết trong thư từ chức liệt kê những thành tựu mà cơ quan của bà đã làm được trong hai năm bà tại nhiệm vừa qua tôi đã tập trung vào việc thực hiện các giải pháp chung đối với những vấn đề phức tạp và mang đến giá trị đích thực cho người dân mỹ Tuy nhiên, các nhân vật cấp tiến lại có quan điểm khác, cáo buộc bà Kreninger góp phần vào các nỗ lực của chính quyền Trump nhằm khóa miệng CFPB, cơ quan giám sát mọi thứ, từ người cho vay thế chấp đến các công ty cho sinh viên vay tiền và các tổ chức phát hành thẻ tín dụng. Ông Biden cũng công bố kế hoạch đề cử Rohit Chopra, một ủy viên tại Ủy ban Thương mại Liên bang, thay thế bà Kreninger. Ông Chopra, 38 tuổi, là người thân cận với bà Elizabeth Warren, thượng nghị sĩ được xem là có vai trò quan trọng trong việc thiết lập CFPB. Một người khác được ông Trump bổ nhiệm là Peter Rupp, cố vấn của Ủy ban quan hệ lao động quốc gia, đã bị sa thải sau khi từ chối yêu cầu từ chức của ông Biden. Theo một phát ngôn viên Nhà Trắng, ông Biden đã đề nghị ông Rupp từ chức vào chiều ngày 20 tháng 1 sau lễ nhậm chức. Ông Rupp cho biết, nếu ông thực hiện yêu cầu từ chức từ ông Biden, điều đó sẽ tạo ra một tiền lệ xấu đối với các quan hệ lao động tại Mỹ. Theo một bức thư của ông này, Nhà Trắng cho hay ông Rob đã bị sa thải sau đó. Một quan chức khác là Michael Ellis, cố vấn cơ quan an ninh quốc gia NSA, cũng được bổ nhiệm chỉ một ngày trước khi ông Biden nhậm chức. Giờ đây bị cho là tạm nghỉ do Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng đang điều tra việc bổ nhiệm ông này. Hồi tuần trước, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller đã yêu cầu lãnh đạo NSA bổ nhiệm ông Ellis làm cố vấn vào lúc 18 giờ ngày 16 tháng 1. Ngay ngày hôm sau, NSA cho biết đang thực hiện việc bổ nhiệm ông Ellis và thông báo rằng ông có thể bắt đầu công việc một ngày trước khi ông Biden nhậm chức. Các chuyên gia pháp lý của NSA đã trị chỉ, chỉ trích vì cố gắng bổ nhiệm ông Ellis vào một vị trí cố vấn chỉ vài ngày trước khi chính quyền mới nhậm chức. Cận cảnh dàn siêu xe bọc thép hùng hậu nhất lịch sử trong ngày đưa ông Biden nhậm chức Lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã sử dụng dàn siêu xe hùng hậu chưa từng có trong lịch sử Mỹ với hàng loạt chiếc quái thú cùng dàn phương tiện bọc thép đông đảo. Ngày 20 tháng 1, lễ nhậm chức của ông Joe Biden và cấp phó Kamala Harris đã diễn ra tại Tòa nhà Quốc hội Mỹ, trong sự kiện này, mật vụ Mỹ được xem là đã triển khai gian xe hộ tống hoành tráng nhất trong lịch sử Mỹ, với ít nhất 7 siêu xe quái thú, cùng hàng chục xe bọc thép để đưa ông Biden và bà Harris cùng với những người bạn đời của họ di chuyển tại Washington, D.C. Vì lý do bảo mật, các chiếc xe chở ông Biden và bà Harris đều không được tiết lộ. Mật vụ Mỹ triển khai thêm xe mồi nhử để đánh lạc hướng chú ý, nhằm giữ kín thông tin về phương tiện chở quan chức hàng đầu nước Mỹ. Ông Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden được xếp lên một siêu xe bọc thép mang biển số 46, ngụ ý việc ông là tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Chiếc quái thú của ông Biden là một trong ba chiếc đời mới nhất, khi bốn chiếc còn lại trong buổi lễ là đời cũ trước đó. Đội xe quái thú của Mỹ có khoảng 16 đến 20 chiếc, đồng nghĩa với việc sự kiện ngày 20 tháng 1 đã huy động gần một nửa số phương tiện này tham gia. Quy mô khủng của đoàn xe được xem là do chúng phải phục vụ những nhân vật vip được hộ tống bao gồm tân tổng thống, tân phó tổng thống cùng các cựu tổng thống và phu nhân. Ngoài ra đó cũng là dấu hiệu cho thấy an ninh được siết rất chặt trong bối cảnh Mỹ vừa trải qua vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 ở nhà quốc hội làm 5 người thiệt mạng. Được chế tạo riêng cho tổng thống Mỹ, siêu xe quái thú có hệ thống cung cấp oxy riêng trong trường hợp bị tấn công bằng vũ khí hóa học tất cả cửa sổ đều cố định hoàn toàn và không thể kéo xuống trừ khi tài xế cho phép ông làm vậy và có thể chịu được các vụ nổ và đạn xuyên giáp. Nội thất của chiếc xe được cho là được hàn kín để chống bị tấn công bằng hóa chất. Ngoài ra có thể bên trong xe có cơ chế khóa an toàn, tức là trong trường hợp khẩn cấp, toàn bộ cửa xe được tự động khóa, xe được trang bị camera đêm, định vị GPS Hệ thống liên lạc vệ tinh cho phép nó hoạt động trong bất kỳ điều kiện nào và đảm bảo rằng tổng thống luôn luôn có thể liên lạc. Tân tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức công bố chiến lược quốc gia nhằm giải quyết COVID-19. Thưa quý vị, thưa các bạn, tân tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21 tháng 1 đã công bố chiến lược quốc gia nhằm giải quyết đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, ông Biden cũng cho rằng sẽ phải mất nhiều tháng để có thể thay đổi diễn biến dịch bệnh. Chiến lược quốc gia được Tổng thống Biden công bố ngày 21 tháng 1, bao gồm thúc đẩy công tác tiêm phòng nhằm hạn chế sự lây lan của virus, tăng cường sử dụng khẩu trang và xét nghiệm cũng như các biện pháp y tế công cộng khác. Tổng thống Biden cũng đã ký 10 sắc lệnh hành pháp nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng y tế tại Mỹ hiện nay. Theo lệnh của tân Tổng thống Mỹ, Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp FEMA sẽ bắt đầu thực hiện mục tiêu thành lập 100 trung tâm kinh tiêm phòng cộng đồng trong vòng một tháng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC sẽ phát động chương trình mở rộng tiếp cận vaccine tại các hiệu thuốc địa phương. Trong khi đó, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh sẽ tuyển dụng thêm các nhân viên y tế cho công tác tiêm phòng COVID-19. Tuy nhiên, Tổng thống Joe Biden cũng cảnh báo rằng số người tử vong do COVID-19 có thể lên tới 500.000 vào tháng sau và sẽ phải mất nhiều tháng để toàn bộ người dân Mỹ được tiêm phòng chống lại virus này chính quyền của Tổng thống Biden đặt mục tiêu có được 100 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trong 100 ngày đầu tiên cầm quyền nhằm sớm kiểm soát được dịch bệnh, trong bối cảnh Mỹ đã ghi nhận hơn 24 triệu ca nhiễm và hơn 400.000 ca tử vong. Mỹ có Bộ trưởng Quốc phòng gốc Phi đầu tiên trong lịch sử Ủy ban quân sự Thường viện Mỹ ngày 21 tháng 1 đã bỏ phiếu xác nhận Ông Lloyd Austin do tân tổng thống Mỹ Biden đề cử làm bộ trưởng quốc phòng Mỹ, đây sẽ là bộ trưởng quốc phòng người Mỹ gốc Phi đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Ông Austin làm việc trong quân đội Mỹ trong thời gian 41 năm và giải ngũ cách đây 5 năm. Ông này cũng từng là bộ trưởng Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ dưới thời chính quyền cựu tổng thống Mỹ Obama. Truyền thông Mỹ cho biết theo luật liên bang Mỹ, do ông Austin nghỉ hưu chưa được 7 năm, nên Quốc hội Mỹ phải cấp quyền miễn trừ cho ông Austin để cho phép ông này giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, Ủy ban Quân sự Thượng viện Mỹ, bỏ phiếu cấp quyền miễn trừ cho ông Austin vào chiều cùng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối của bản tin ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin nào hữu ích, quý vị đừng quên chia sẻ tới nhiều người cùng xem và nhớ đăng ký kênh để cùng đồng hành với tin tức 24 giờ TV lan hương xin được kính chúc quý vị và các bạn mạnh khỏe và bình an xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo